rất nhiều những sự thay đổi được tạo ra từ cả hai đội, đặc biệt là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và như vậy là trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía đội chủ nhà, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, với trang phục áo đỏ quân đen. Từ khi trận đấu này diễn ra thì giới chuyên môn đều nhận định câu lạc bộ Công an Hà Nội có chất lượng chuyên môn vượt trội hơn. Bây giờ thì Julio Fiano đã bị trượt chân và mất thăng bằng, cũng mất cả bóng. Cơ hội dành cho đội chủ nhà Hồ Tuấn Tài, tiếp tục là một tình huống bắt lên. Hãy cùng chờ quyết định của trọng tài. Một chiếc thẻ đỏ được rút ra dành cho Tấn Sinh. Ông Đình Thịnh đưa ra một quyết định dứt khoát nhưng hợp lý. Đấm bóng giả, đó là pha đấm bóng của Patrick Lê Giang. Và bây giờ liệu có phản công cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Rất cố gắng để băng lên, vẫn tiếp tục là các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Cá hay, bấm bóng vào trong, cơ hội đánh đầu. Goal! 1-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã phản công và bây giờ thì họ có được bàn thắng vượt lên. Huấn luyện viên Phùng Thành Phương cùng các học trò của mình đã rất kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Và bây giờ thì họ đã tận dụng thành công. Kiều Văn Hề rất cố gắng để cầm bóng, chuyền bóng cho Jefferson Elias. Dứt điểm. Goal! 1-0. Vừa nói đến bộ ba Jefferson Elias, Kiều Văn Hề và Quang Hải thì ngay lập tức hai trong số mảnh đinh ba đó đã lập tức ghi bàn. Và đã cùng nhau tạo nên bàn thắng gỡ hòa cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Khá hay, rất nỗ lực để đi bóng, rất nguy hiểm, vẫn còn cơ hội cho đội chủ nhà. Goal! Lâm Thuận đã lập công. Và thêm một lần nữa thì hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Công an Hà Nội chơi lung tung. Họ đã để cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chớp được cơ hội. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Hai trận đấu kể từ khi tạm quyền thì huấn luyện viên Trần Tiến Đại không biết đến mùi chiến thắng, và cả hai trận đều là những trận thua. Còn 3 điểm sẽ ở lại với sân vận động Thống Nhất. Chiến hạm đỏ có được một chiến thắng rất quan trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.